nhiều vai phụ đơn mũi tên người vạn nhân mê bệnh kiều hắc hóa tu la tràn, kiếp trước nhu nhược thánh nữ điên phê thần tử hèn mọn tiểu xà vì sao lại muốn cứu rỗi ta ta cũng không tin có người sẽ không có mục đích tới gần ninh nhuyễn bị bóp cổ nhìn về phía nói lời này mặc như thần thiếu niên lần nữa không có hô hấp thẳng đến sau này trưởng thành thời tích từ cầm gối đầu nghi hoặc nhìn nàng tỷ tỷ vì cái gì không thể lại ông ngươi ngủ nhìn thấy con rắn nhỏ màu trắng nàng nhặt về, khóe miệng hắn nhếch lên cười không thèm để ý chút nào. Mềm mại chỉ thích động vật lông lá, động vật máu lạnh xấu xí trơn trượt như ngươi, nàng ghét nhất. Cứu ngươi, cũng chỉ là bị thân phận thánh nữ ảnh hưởng. Kiếp này, giả heo ăn thịt hổ đại tiểu thư yêu đương não người ngự xà chơi cổ tiểu sư huynh, bị bệnh nan y ninh vãn su sau khi chết ngoại ý muốn xuyên sách, trở thành muội mùi của nữ chính nguyên tác. Sau khi lớn lên mới phát hiện, khi còn bé cứu nàng mỹ nhân sư phụ đúng là trong sách nhân vật phản diện ma tôn hơn nữa dựa theo nội dung vở kịch đại sư huynh trong tương lai sẽ trở thành yêu hoàng điên cuồng tàn sát tứ phương mà tiểu sư huynh vẫn bị sư phụ giam cầm ở trong núi sau khi xuống núi đối với nữ chính nhất kiến ái mộ trở thành yêu mà không được cuối cùng hắc hóa thành tà thần bi thảm nam phối vì cứu vớt thế giới cuối cùng bị dị hóa trợ giúp tỷ tỷ đi lên đỉnh cao ninh vãn xu hết sức hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhưng trong đó lại biến số không ngừng. Tỷ như, vì cảm hóa tiểu sư huynh đáng thương, nàng thiếu chút nữa đem chính mình đáp vào. Chương 1 Ninh Gia Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Quả ẩn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Kho củi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Mới gặp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Mới gặp 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Sứ giả Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Thánh nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Hắc hóa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Trao đổi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Bích tỷ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.